Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế sáng ngày 2 tháng 10 Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau Lãnh đạo kinh tế Đài Loan chỉ ra những lý do khiến Trung Quốc không đủ tư cách để tham gia vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP Trong khi đó, phía Trung Quốc tiếp tục tung đòn nhằm vào lãnh đạo cơ quan ngoại giao của hòn đảo khi ví những lời kêu gọi độc lập cho Đài Loan của ông này chẳng khác gì tiếng ruồi vo vè Bất chấp thái độ gian đe của Trung Quốc, đoàn thượng nghị sĩ Pháp có chuyến thăm chính thức Đài Loan ở một diễn biến khác, hai ông lớn Mỹ Trung tiếp tục so kè trong cuộc chiến thương mại không liệt. Washington tố Bắc Kinh đang làm suy yếu hệ thống thương mại thế giới. Phía Trung Quốc lại cáo buộc Mỹ ra sức kiềm chế sự phát triển của nước này để giữ mộng bá quyền. Một số tin tức đáng chú ý khác. Trung Quốc trình làng một loạt công nghệ quốc phòng và không gian hiện đại nhất. EU hoãn đàm phán thương mại với Úc sau khi Pháp bị lật kèo đóng tàu ngầm. Ngoại trưởng Mỹ lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Khoảnh khắc vệ tinh NASA lướt qua Bắc Cực quang ở Na Uy. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Cả Đài Loan và Trung Quốc hồi tháng 9 đều nộp đơn gia hạn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Tuy nhiên, Bắc Kinh kiên quyết phản đối sự tham gia của Đài Bắc vì cho rằng hòn đảo là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Mới đây, bà Vương Mỹ Hòa, người đứng đầu cơ quan kinh tế Đài Loan, đã có cuộc phỏng vấn với Reuters khẳng định nếu Trung Quốc gia nhập trước, có nguy cơ họ sẽ cản trở Đài Loan Mỗi khi Đài Loan muốn tham gia bất kỳ cái gì, họ đều phản đối. Trung Quốc tuyên bố nước này có quyền đại diện cho 23,5 triệu người dân Đài Loan trong các cơ quan quốc tế, bất chấp hòn đảo khẳng định họ có chủ quyền độc lập. Theo lãnh đạo kinh tế Đài Loan, Trung Quốc có hàng loạt vấn đề về tư cách để tham gia vào CPTPP, bao gồm tình trạng kiểm duyệt gắt gao trên mạng Internet đến những vi phạm quyền lợi người lao động. Những điều này cần phải được các nước thành viên CPTPP xem xét nhằm đảm bảo giữ vững tiêu chuẩn cao của tổ chức. Bà Vương nói, nếu Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề của họ mà theo tôi là phải thay đổi hệ thống kinh tế thì việc nước này tham gia vào CPTPP không phải là chuyện xấu. Thế nhưng điều kiện tiên quyết đó lại không thể thực hiện được. Hệ thống của Trung Quốc là không thể thay đổi, vậy căn cứ nào để họ gia nhập CPTPP? Vấn đề này tôi chẳng thể nào lý giải. Hãy nhìn vào dòng chảy thông tin của Trung Quốc, không có thứ gì đi vào được, Facebook không, Google cũng không. Trích lời bà Vương theo đó, nữ lãnh đạo kinh tế Đài Loan nhắc đến việc Bắc Kinh thẳng tay gạt bỏ những nền tảng công nghệ đình đám của phương Tây với lý do phục vụ an ninh quốc gia. Nói về CPTPP, ban đầu hiệp định này có tên là Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, được khởi xướng như một tổ chức kinh tế quan trọng ứng phó với sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi bàn đàm phán vào đầu năm 2017, Nhật Bản đã trở thành nước đi đầu quá trình điều chỉnh, sau đó đổi tên, đồng thời ký thành công hiệp định vào năm sau 2018. CPTPP hiện gồm 11 nước thành viên Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Singapore, New Zealand, Peru và Việt Nam. Tổng cộng, các quốc gia này có tới 495 triệu dân và đóng góp 13,5% GDP toàn cầu với tổng kim ngạch thương mại hơn 10.000 tỷ đô la. Trong khi đó, Đài Loan, nơi cung cấp chất bán dẫn chủ chốt cho toàn cầu, trước đây đã nộp đơn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO với tên Vùng lãnh thổ thuế quan đặc biệt của Đài Loan, Banh Hồ, Kim môn và Mã Tổ. Và Đài Loan cũng là một thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Bà Vương cho rằng, ít nhất khi Đài Loan nộp đơn xin gia nhập CPTPP, chúng tôi chẳng nghe thấy bất kỳ thành viên nào phản đối, nhưng khi lá đơn của Trung Quốc được gửi, Nhật Bản và một số nước đã bàn luận vấn đề. Đài Loan đã và đang đàm phán nhiều thỏa thuận thương mại tự do với các nước, đặc biệt là với các nền dân chủ khác. Bà Vương cho rằng, nếu được gia nhập CPTPP, Đài Loan sẽ không cần tìm kiếm hiệp ước riêng lẻ với Úc hay Anh Quốc. Nước cũng đã gửi đơn đến CPTPP hồi đầu năm. Khi được đề nghị so sánh việc gia nhập CPTPP với quá trình hơn 10 năm Đài Loan đấu tranh góp mặt vào WTO, bà Vương cho rằng việc tham gia sân chơi thương mại mới sẽ không tốn quá nhiều thời gian như vậy nhưng vẫn rất khó nói trước. Bà Vương Mỹ Hòa nhấn mạnh, tôi nghĩ rằng nếu các rào cản chính trị được giảm đến mức tối thiểu, quá trình đàm phán sẽ không tốn đến hàng chục năm. Ngô Chiều Tiếp, lãnh đạo cơ quan ngoại giao của Đài Loan, là người thông thạo tiếng Anh, thường xuyên góp mặt vào các diễn đàn nghiên cứu quốc tế và kêu gọi độc lập cho Đài Loan thể hiện quan điểm rõ ràng chống lại mọi áp bức, đàn áp của Trung Quốc. Điều này biến ông Ngô trở thành cái gai trong mắt của Bắc Kinh. Đáng chú ý vào đầu tháng 4, ông Ngô tuyên bố Đài Loan sẽ chiến đấu tới cùng nếu Trung Quốc tấn công, đồng thời nói Mỹ đang nhận thấy một kịch bản như vậy có thể xảy ra. Theo hiểu biết hữu hạn của tôi, rõ ràng Mỹ đã thấy nguy cơ Trung Quốc phát động một cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan, ông Ngô nói. Nhà lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan còn tuyên bố, chắc chắn chúng tôi sẵn sàng bảo vệ mình và nếu cần tự vệ tới ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ làm như vậy. Sau hàng loạt phát ngôn cứng rắn như trên, hiềm khích của đại lục đối với ông Ngô không ngừng chất chồng. Vào hôm thứ Năm vừa qua, văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã mượn ý thơ của cựu lãnh đạo nước này Mao Trạch Đồng để chỉ trích ông Ngô một cách gay gắt. Phía cơ quan Trung Quốc viết, tất cả những bình luận kêu gọi độc lập cho Đài Loan đều là tiếng ruồi vo vè, những lời ấp ử, một tràng réo rắt và một trận nức nở. Trước hành động ở phía bên kia eo biển, lãnh đạo ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp cảm thấy đòn tấn công này không xứng đáng được đáp trả tuy nhiên hội đồng các vấn đề đại lục của đài loan lại lên án sự công kích là vu khống và bắt nạt những loại bạo lực ngôn từ chưa từng có tiền lệ trong cộng đồng quốc tế chỉ càng nhấn mạnh phía bên kia eo biển đã bất chấp luật lệ và hiện cách rất xa xã hội văn minh tổ chức của đài loan ra thông báo theo reuters gần đây trung quốc liên tục tăng cường sức ép chính trị và quân sự đối với đài loan ngược lại hòn đảo tuyên bố sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ nền tự do và dân chủ Cơ quan Ngoại giao Đài Loan vừa bày tỏ sự cảm kích đối với chuyến thăm sắp tới của đoàn thượng nghị sĩ Pháp, bất chấp thái độ răng đe của Trung Quốc. Cụ thể, người phát ngôn ngoại giao của Đài Loan, ông Giang An hôm 30 tháng 9, đã xác nhận chuyến thăm của phái đoàn Pháp, dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ Alain Richard, cựu bộ trưởng quốc phòng và đứng đầu nhóm hữu nghị Đài Loan trong Thượng viện Pháp. Phái đoàn từ lục địa già sẽ gặp các quan chức cấp cao trong chính quyền Đài Loan. Trước đó, cũng vào ngày 30 tháng 9, văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã kịch liệt phản đối sự trao đổi giữa hòn đảo với các nước. Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lưu Sa Giả hồi tháng 2 cho rằng, chuyến thăm được lên kế hoạch từ lâu của Thượng nghị sĩ Alan Richard rõ ràng là vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và gửi tín hiệu sai lầm đến thế lực đội ly khai ở Đài Loan. Đáp lại, phát ngôn viên Âu Giang An bày tỏ cảm kích vì ông Richard vẫn nhất quyết đến thăm hoàng đảo, bất chấp những công kích từ nhóm chiến lan ngoại giao Trung Quốc. Mà Đài Loan gọi đó là những hành vi đe dọa và quấy rối bằng ngôn từ, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Trái với thái độ kính kẻ trước nay, Trung Quốc vừa khoe hàng loạt công nghệ quân sự hiện đại nhất của họ tại Airso China. Đây được xem là dịp để Bắc Kinh chứng minh tham vọng khám phá không gian và sự tự chủ trong chế tạo máy bay thương mại cũng như chiến đấu cơ. Airso China là sự kiện triển lãm hàng không lớn nhất ở Trung Quốc, diễn ra vào năm chẳng. Tuy nhiên, sự kiện năm 2020 đã dời sang năm nay vì đại dịch và cũng do quy định giãn cách thời Covid-19. Sự kiện Airso 2021 chủ yếu gồm khách tham gia từ Trung Quốc, trong khi giới phân tích nước ngoài theo dõi từ xa. Kevin Wong, biên tập viên quốc phòng cho tạp chí Chance, nhận định rằng Trung Quốc đã trưng bày nhiều máy bay chiến đấu chủ lực ở khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, cũng như các loại máy bay thường tập trận ở biên giới với Triều Tiên và trên Biển Đông. Trung Quốc đã nỗ lực cải thiện điểm yếu về động cơ máy bay, vốn tụt hậu nhiều so với công nghệ phương Tây. Đạt được thành quả bước đầu, Trung Quốc đã lập tức có lần đầu tiên ra mắt tiêm kích tàng hình J-20 thế hệ mới. Theo báo South China Morning Post, dẫn nguồn thảo tin, các nhà sản xuất Trung Quốc đã trang bị cho tiêm kích chủ lực J-20 động cơ WS-10C, một biến thể của động cơ WS-10, thay thế cho động cơ AL-31F của Nga. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ cố gắng phát triển động cơ WS-15 mạnh mẽ hơn để tối ưu hóa khả năng vận hành và chiến đấu của tiêm kích tàng hình J-20, hứa hẹn sẽ có thể đối đầu với F-22 chim ăn thịt của Mỹ. Thời báo Hoàng Câu hồi tháng 6 dẫn lời chuyên gia cho biết, các căn cứ quân đội Trung Quốc được xây thêm ở khắp nơi trên cả nước, đòi hỏi cần được trang bị thêm nhiều tiêm kích trai 20, giúp nâng cao năng lực phòng vệ của không quân. Tuy nhiên, theo CNN, các quan chức ở Washington vẫn giữ quan điểm rằng trai 20 vẫn chưa thể so sánh với các tiêm kích tàng hình Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc còn hé lộ kế hoạch phóng rocket hạng nặng thế hệ mới, đủ sức chở phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2028, sớm 2 năm so với dự tính. Hôm 30 tháng 9, Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ chịu trách nhiệm về những thách thức mà quân đội hai nước đang phải đối mặt, đồng thời kêu gọi Washington can đảm sửa chữa những sai lầm của mình để cải thiện quan hệ song phương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ngô Kim nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi của Bắc Kinh trong việc phát triển quan hệ quân sự với Washington là chủ quyền, phẩm giá và lợi ích của Bắc Kinh không bị xâm phạm, khẳng định hợp tác quân sự là một phần quan trọng trong quan hệ song phương. Ông nói rằng, thời gian qua lực lượng quân sự hai nước vẫn duy trì liên lạc, bất chấp những hành động khiêu khích của Mỹ đối với Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng, chính Washington đã một tay gây sóng gió cho quan hệ giữa quân đội hai nước và Washington nên sửa chữa mọi sai lầm tôn trọng Trung Quốc. Trước đó, vào hai ngày 28 và 29 tháng 9, các nhà lãnh đạo từ văn phòng hợp tác quân sự quốc tế của Trung Quốc và phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Trung Quốc đã có cuộc hội đàm trực tuyến điều phối chính sách quốc phòng Mỹ-Trung lần thứ 16. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, cuộc gặp là một trong những nỗ lực không ngừng của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm quản lý có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc bằng cách duy trì các đường dây liên lạc cởi mở. Ông Ngô cho biết, Mỹ Trung đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về quan hệ quân sự của hai nước và các vấn đề mà cả hai cường quốc cùng quan tâm như tình hình ở Afghanistan. Quan hệ Mỹ Trung không chỉ căng thẳng trên mặt trận quân sự mà cuộc chiến thương mại giữa hai đại kình địch cũng đang vô cùng khốc liệt. Hôm 30 tháng 9, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết, bà Katherine Tai, đại diện Thương mại Hoa Kỳ, sẽ sớm tiết lộ chiến lược của Nhà Trắng đối với mối quan hệ thương mại gặp ghềnh với Trung Quốc. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3, bà Tai đã tiến hành đánh giá từ đầu đến cuối chính sách thương mại với Bắc Kinh của Washington. Tổng thống Joe Biden đã giữ nguyên mức thuế đối với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc mà cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt. Tuy nhiên, đó là một trong những thông tin nhỏ giọt mà chính quyền của ông tiết lộ. Đến nay, những giải pháp cho những động thái mà Mỹ gọi là hoạt động trợ cấp và thương mại phi thị trường của Trung Quốc vẫn chưa được công bố rõ ràng. Dự kiến bà Thai sẽ có bài phát biểu vào ngày 4 tháng 10. Thời điểm còn 3 tháng nữa thì thỏa thuận thương mại giai đoạn một Mỹ Trung mà ông Trump đã ký với Bắc Kinh vào đầu năm 2019 sẽ kết thúc. Thỏa thuận này được đưa ra nhằm giảm bớt cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thỏa thuận giai đoạn 1 đã khuyến khích Trung Quốc tăng cường mua hàng hóa, năng lượng và dịch vụ nông nghiệp của Hoa Kỳ thêm 200 tỷ đô la trong 2 năm so với mức năm 2017, tính đến cuối năm 2021. Các quan chức chính quyền ông Biden cho biết, Trung Quốc đã không đáp ứng các cam kết trong thỏa thuận này, phía Mỹ có ý định giữ nguyên cam kết thương mại quốc tế của mình. Ông Chad Paul, một thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington, ước tính rằng, lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ Hoa Kỳ tính đến tháng 8 đã khoảng 62% mục tiêu giai đoạn 1. Căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế cũng gia tăng khi Hoa Kỳ hạn chế các công ty Trung Quốc tiếp cận các công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ. Bà Thai cho biết, Hoa Kỳ phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong mối quan hệ thương mại với Trung Quốc. Điều này đòi hỏi những giải pháp hiệu quả và quyết đoán của chính quyền ông Biden. Bà đã yêu cầu Quốc hội ban hành các công cụ luật thương mại mới để chống lại các khoản trợ cấp lớn của nhà nước Trung Quốc cho các lĩnh vực công nghệ cao. Chính quyền ông Biden đã tìm cách kêu gọi các đồng minh cùng Washington xử lý tình trạng lạm dụng chính sách thương mại của Bắc Kinh. Mỹ cũng đang kêu gọi Liên minh châu Âu EU bắt tay kiềm chế các hành vi thương mại phi thị trường của Trung Quốc tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Thương mại và Công nghệ Mỹ EU TTC. Cụ thể, Hoa Kỳ và EU tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ các doanh nghiệp, người tiêu dùng và người lao động của mình khỏi các hành vi thương mại không công bằng, đặc biệt là những động thái gây ra bởi các nền kinh tế phi thị trường làm suy yếu hệ thống thương mại thế giới. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, mặc dù không trực tiếp nhắc đến, nhưng rõ ràng TTC đang đề đến các chiến lược hợp tác chống lại Bắc Kinh. Hôm 30 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã chỉ trích việc Washington vẫn nuôi ý định kiềm chế và đàn áp sự phát triển của Bắc Kinh bằng mọi cách. Bà khẳng định đây là điển hình của chế độ chuyên quyền và bá quyền. Sự hợp tác nên nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích của người dân các nước thay vì vạch ra các đường lối tư tưởng, hình thành liên minh, đoàn kết một phe để chấn áp phe khác. Bá chủ, thế giới thông qua chính trị bè phái, bà Hoa nói. Không dừng lại ở đó, Mỹ và EU còn thống nhất hợp tác tăng cường chuỗi cung ứng chất bán dẫn và điều chỉnh hoạt động của các công ty công nghệ lớn. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu EU tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải Xinhua bình luận rằng Mỹ và châu Âu rõ ràng là đang muốn giành ưu thế trong vòng cạnh tranh toàn cầu mới trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp. Điều này sẽ dập tắt con đường phát triển của các nền kinh tế, sở hữu các ngành công nghiệp mới nổi và công nghiệp tiên phong như Trung Quốc. Ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt trong hệ thống công nghệ và thương mại toàn cầu, các chính sách dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ ở Mỹ và châu Âu ngày càng phức tạp và đe dọa nền kinh tế của thế giới, ông nói. Trong khi đó, một số chuyên gia Trung Quốc khác cho rằng, mặc dù châu Âu và Mỹ đã đạt được một số tiến bộ trong việc hợp tác thương mại xuyên đại Tây dương, nhưng trên thực tế, đôi bên cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực kinh tế, kể cả công nghệ. Do đó, các chuyên gia cho rằng EU vẫn đang đánh giá mối quan hệ tam giác với Mỹ và Trung Quốc trong thời kỳ hậu Merkel. Trên thực tế, châu Âu muốn hưởng lợi từ cả Bắc Kinh và Washington. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm 30 tháng 9, Ủy ban châu Âu cho biết, cơ quan này đang đợi câu trả lời từ Anh về vấn đề giới hạn giấy phép cho các tàu đánh cá Pháp hoạt động trong lãnh hải của Anh thời hậu Brexit. Chúng tôi đã nhận được thông báo của chính phủ vương quốc Anh và các cơ quan chức năng của Jersey liên quan đến việc cấp phép cho các tàu châu Âu hoạt động trong lãnh hải của Anh ở eo biển March. Chúng tôi rất tiếc vì số lượng giấy phép được cấp rất hạn chế và những bất đồng xung quanh các vấn đề đánh bắt cá giữa Anh và Liên minh châu Âu vẫn chưa được giải quyết. Ủy ban châu Âu yêu cầu nước Anh đưa ra lý do chính đáng cho việc giới hạn cấp phép vừa qua đối với Pháp và cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh vì lợi ích của ngư dân. Được biết, trước đó có 47 tàu Pháp đã gửi đơn cho Anh quốc xin giấy phép đánh bắt cá trong vùng biển Chelsea ở eo biển March. Tuy nhiên, chỉ có 12 trong số đó được chấp thuận. Chính phủ Anh cho biết, 35 chiếc thuyền bị từ chối vì không cung cấp đủ hồ sơ theo dõi đánh bắt cá trong vùng biển từ năm 2012 đến năm 2016, như được quy định trong thỏa thuận thương mại Brexit. Phía Pháp đã vô cùng tức giận và cho rằng quyết định này đã đi ngược lại với Hiệp ước Thương mại và Hợp tác gọi tắt là TCA mà anh đã ký với Liên minh châu Âu. Hôm 1 tháng 10, Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan cho biết Liên minh châu Âu vẫn chưa nguôi giận sau vụ Canberra hủy hợp đồng đóng tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la với Pháp. Do đó, các cuộc đàm phán thương mại giữa nước này với EU đã bị hóa lại. Cụ thể tháng trước, Úc đã đơn phương hủy bỏ thỏa thuận xây dựng một hạm đội tàu ngầm thông thường với tập đoàn hải quân của Pháp để bắt tay với Mỹ, Anh, đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS. Động thái này đã khiến Paris nổi cơn thịnh nộ và gọi đây là cú đâm sau lưng của Úc và Mỹ, một lần bất tín, vạn lần bất tin, liên đới từ cú sốc của Pháp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đặt câu hỏi, liệu rằng có nên đặt niềm tin vào Canberra hay không? liệu Canberra có tuân thủ thỏa thuận thương mại hay không? Mỹ cũng đang đau đầu với Triều Tiên, đồng minh thân thiết của Trung Quốc khi gần đây Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo mới được phát triển mà nước này ví là vũ khí chiến lược. Sau vụ phóng tên lửa siêu thành Hoàng Song 8 của Triều Tiên, hôm 30 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đang đánh giá các vụ phóng để nắm bắt chính xác Triều Tiên đã sử dụng công nghệ gì ông blinken khẳng định bình nhưỡng đã nhiều lần vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc cộng đồng quốc tế cần phải xem xét rất nghiêm túc những hành vi đầy tính thách thức này mỹ đã cùng với anh và pháp yêu cầu hội đồng bảo an liên hợp quốc mở một phiên họp khẩn cấp để thảo luận về các vấn đề triều tiên nhưng cuộc họp đã bị hoãn lại vị ngoại trưởng mỹ nhấn mạnh washington sẽ kêu gọi thế giới đưa ra quan điểm thống nhất trước các vụ phóng tên lửa của bình nhưỡng đồng thời mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với hàn quốc và nhật bản để giải quyết căng thẳng trên bán đảo triều tiên trong khi các nước chưa kịp ra phản ứng với vụ thử tên lửa ngày 28 tháng 9, thì hôm 1 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA thông báo Bình Nhưỡng tiếp tục bắn thử một tên lửa chống máy bay mới phát triển vào ngày 30 tháng 9 nhằm xác định khả năng chiến đấu toàn diện của tên lửa cũng như khả năng hoạt động thực tiễn của bệ phóng, radar và phương tiện chỉ huy chiến đấu. Động thái này tiếp tục khiến giới chức các nước đứng ngồi không yên. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại EU, kiêm phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell hôm 30 tháng 9 phát biểu, các vòng đàm phán hạt nhân với Iran cần phải nối lại trong khung thời gian phù hợp với tất cả các bên. Ông Borrell khẳng định như vậy trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Qatar Anthony, ở thủ đô Doha. Đây là thời khắc quan trọng với thỏa thuận hạt nhân. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh tiến trình đàm phán ở Viên, và Qatar có thể đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy nối lại đối thoại càng sớm càng tốt. Chúng ta đều biết, Iran đã sẵn sàng để tái đàm phán, nhưng tốc độ phải nhanh hơn nữa. Tôi cũng thảo luận với tân ngoại trưởng Iran Hossein, và ông ấy bày tỏ cam kết sẽ sớm nói lại đàm phán. Đến nay, các cương quốc đã tổ chức 6 vòng đối thoại gián tiếp giữa Mỹ và Iran ở thủ đô Viên của Áo, nhằm tìm ra giải pháp để đôi bên quay lại tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân 2015 mà cựu tổng thống Donald Trump đã đơn phương bỏ mặt vào năm 2018, sau đó tái áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với Tehran. Gần đây, các vòng đàm phán ở Viên lại bị chững lại sau khi nhà lãnh đạo cứng rắn Ibrahim Raisi trở thành tổng thống Iran và nhậm chức vào tháng 8. Dù viễn cảnh đối thoại đang trở nên lạc quan hơn, nhưng chặng đường để các bên quay lại thỏa thuận hạt nhân vẫn còn nhiều chứng ngại vật to lớn. Tổng thống Raisi vào cuối tháng 9 tuyên bố rằng, chính quyền của ông đặt mục tiêu nhất định yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà Iran cho rằng mang tính áp bức. Sau thời gian dài trì hoãn, công chúa Nhật Bản Mako sẽ kết hôn với Komoro vào ngày 26 tháng 10. Theo cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo vào hôm thứ Sáu, cơ quan Hoàng gia Nhật nói thêm, công chúa đã gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng sau khi nhận về hàng loạt lời công kích bôi nhọ đối với bản thân, hôn phu Komoro và Hoàng gia liên quan đến chuyện tình và hôn lệ của cặp đôi. Từ tận tháng 9 4 năm trước, công chúa Mako và bạn trai đã công bố kế hoạch cử hành lễ cưới, thế nhưng mọi chuyện phải trì hoãn khi báo chí phanh phui hàng loạt bê bối tài chính của mẹ Komoro. Ngay cả Thân vương Fumihito đã từng bày tỏ thái độ dè dặt về hôn lễ của con gái. Tuy nhiên, Công chúa Mako vào tháng 11 năm ngoái tuyên bố rằng đám cưới là sự lựa chọn cần thiết của mình và bạn trai. Komoro đã trở về Nhật Bản vào hôm 27 tháng 9 sau khi hoàn tất 3 năm học luật ở New York và tìm được một vị trí trong hãng luật ở thành phố quả táo lớn. Cặp đôi hoàng gia sẽ gặp lại nhau sau khi luật sư Komoro hoàn tất 2 tuần tự cách ly. Họ dự kiến sẽ không tiến hành nghi thức truyền thống của hoàng gia Nhật Bản trong lễ cưới. Công chúa Mako cũng từ chối nhận của hồi môn từ chính phủ và giới chức Nhật Bản tôn trọng quyết định này. Cặp đôi sẽ định cư ở Mỹ sau lễ cưới vào cuối tháng này. Kết thúc bản tin hôm nay với khoảnh khắc một vệ tinh sạc ngang qua ánh sáng ảo diệu bắt cực quan ở Na Uy vào hôm 27 tháng 9. Vệ tinh này được cho là một chiếc lens sát chính của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA. Anh Thor Ivar người chia sẻ video, cho biết lúc đầu chỉ muốn quay lại hiện tượng cực quan mà thôi anh nói thêm, đó quả là một đêm đáng nhớ, tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì ấn tượng như vậy. Theo trang web chính thức của NASA, vệ tinh Landsat 9 đã cất cánh từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg, California vào hôm thứ hai, nhờ tên lửa đẩy Atlas V401, là một phần của sứ mệnh chung của NASA và Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Vệ tinh này sẽ giúp giám sát bề mặt của trái đất. Cùng với vệ tinh chị Em Landsat 8, vệ tinh Landsat 9 cứ cách 8 ngày sẽ thu thập các hình ảnh bao quát toàn bộ hành tinh của chúng ta. tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm của quý vị xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau